Cuối cùng sau khoảng thời gian dài chờ đợi sốt ruột, Call of Duty Modern Warfare cũng đã ra mắt. Không hề nói quá, đây chính là màn comeback không thể tuyệt vời hơn của series Call of Duty. Đây có thể không phải là phần game hay nhất, nhưng Modern Warfare 2019 chắc chắn là phiên bản chân thật nhất của series Call of Duty. Game cũng vừa ra mắt mà không phải ai cũng có thời gian và điều kiện để trải nghiệm siêu phẩm này. Cho nên hôm nay, Megame sẽ mang đến cho các bạn video tóm tắt cốt truyện của Call of Duty Modern Warfare nhé! Vẫn là Dung đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại video tóm tắt cốt truyện mới nhất trên Megame. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên Megame thì tụi mình có rất là nhiều những video từ phân tích cốt truyện game cho phát siêu lầy cũng như là tất tần tật mọi thông tin về mọi loại game trên đời luôn, từ Liên Minh Huyền Thoại, dạy VCS, game PS4 các thứ nữa. Cho nên nếu không muốn bỏ lỡ bất kỳ một video nào á thì các bạn hãy ấn subscribe cho kênh tụi mình nha. Trong video lần trước thì các bạn muốn là tụi mình tóm tắt cốt truyện cho Modern Warfare đúng không? Không để các bạn chờ lâu nữa, và tiếp theo sẽ là video tóm tắt cốt truyện cho Call of Duty Modern Warfare 2019. Vừa vào game, người chơi được xem ngay một video tuyên thệ từ Wolf, thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. We are the killers. We fight without sorrow. We wage war without sympathy. This is the only way to live and die a true soldier. Cung xe tải mở ra, chúng ta đang ở London và sắp có một vụ khủng bố kinh hoàng xảy ra. Tựa game sau đó đưa người chơi quay lại Vedan 24 giờ trước đó. Lực lượng CIA do đặc vụ Alex chỉ huy đang tiến hành chiến dịch thu hồi một lượng lớn vũ khí hóa học trước khi nó rơi vào tay bọn khủng bố. Rogers 3-1, hitman teams are locked and loaded for assault. You are green to go. Send traffic. General Barkov has sent a new shipment of chlorine gas to his depot, but his mercs are prepping to move the chems into Kyrgyzstan via convoy tonight. Just locate the gas, commandeer Barkov's truck, and get off the exit before the tide turns. Copy, Watcher. We'll handle it. Let's move. Seconds. Gọi không quân anh tạc phủ đầu, nhóm biệt kích nhanh chóng tiến vào. Số vũ khí hóa học nhanh chóng được tìm thấy. Tuy nhiên, trước khi đưa được chúng đến nơi an toàn, cả nhóm bị tấn công bất ngờ và toàn bộ số vũ khí bị lấy mất. Chúng ta quay trở lại London và được điều khiển sĩ quan Kyle Garrick. Go for Garrick. Terror threat level is now critical. Weapons in view. That's them. Saber to Raven. White van, multiple military age males. Weapons visible. Moving to intercept. Roger. Missile attack is imminent. Do not engage. Cả nhóm dù phát hiện được các phần tử khủng bố Al-Qaeda nhưng vẫn không kịp ngăn chặn được khủng bố. Gun!
chóng kiểm soát được tình hình, nhưng tổn thất đã là quá lớn. Captain Price xuất hiện và nhanh chóng chiêu mộ sĩ quan Kyle Garrick vào nhóm nhằm ngăn chặn cuộc khủng bố thứ hai có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. So everyone can just keep pretending we're not at war. Yeah, lie the fucking century. Let go. We win. Alcatraz claims responsibility. Quay trở lại với đặc vụ Alex, anh ta đang có mặt ở Uzistan, nơi bị phiến quân Nga chiếm đóng. Anh đến để hợp tác với nhóm nghĩa quân tại đây truy tìm số vũ khí hóa học. Use my name. Or don't kill him. Và thủ lĩnh của nhóm nghĩa quân là Farah, một cô gái có quá khứ đầy đau thương, và anh trai cô, Hadir. Trước khi có thể truy tìm số vũ khí hóa học, Alex và nhóm nghĩa quân đã triệt hạ được một căn cứ không quân của phiến quân Nga. So you do kill Russians. With the bad ones. Today was a great victory for us. Thank you. We make a good team. Let's kick this off. Theo tin tình báo, nhóm của Captain Price lần ra được nơi trú ẩn của Al-Qaeda tại London. Cả nhóm nhanh chóng tiến vào vô hiệu hóa những kẻ khủng bố tại đây, kịp thời ngăn chặn vụ tấn công thứ hai. Clear. All teams, town house secure. Commence SSE. Copy, boss. Roger. Trust the place, Sergeant. See what you can find. Oh, fucking hell. She was going for bloody detonate. Nhóm của Captain Price tìm ra được manh mối của trùm khủng bố Wolf ở Uzistan và nhanh chóng thông tin đến Alex và nhóm nghĩa quân. Varus forces will track terror activity at the hospital, while the Marine ground force can be mobilized to advance on the complex. Echo 3-1 will capture the Wolf for interrogation about the stolen Russian gas. Với sự phản kháng quyết liệt của bọn khủng bố, Alex và Farah cuối cùng đã bắt sống được Wolf. We got you, brother man. You're all right. Good, Alex. Good, Griggs. Omar Suleiman, you are now in custody of the Special Operations Force. Do exactly as you're told, or you're dead. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu vượt tầm kiểm soát khi phe ủng hộ Al-Qaeda do Butcher cầm đầu bao vây đại sứ quán Mỹ, nơi đang giam giữ Wolf. Hắn ta phủ nhận việc ăn cắp số vũ khí hóa học và chỉ tiết lộ rằng một kẻ khác rất nguy hiểm đang giữ chúng. I can still change my mind. You have the wrong man. Lies. Tell them what you've done. We did not steal the gas. Who did? Someone very dangerous. Where is... Lực lượng Al-Qaeda bắt đầu xông vào đại sứ quán. Nhóm của Captain Price có mặt để giải cứu Alex và Farah. Engage these guys, sir. Negative. They get to this side of the glass to reach the wolf before we do. Nhưng không may, Al-Qaeda đã kịp giải thoát Wolf. They breached the wall. Fucking hell. They got him, Captain. We will find him. And take up firing positions above the road. Lying in wait.
Farah và Alex quyết định chặn đường tẩu thoát của Wolf. The highway is below us. Adir has reinforcements positioned to ambush the people. Tuy nhiên, kế hoạch này phá sản khi phiến quân Nga xuất hiện, tấn công cả phe Al-Fatala lẫn đội quân của Farah. Hadi buộc phải kích nổ vũ khí hóa học để họ thoát khỏi vòng vây của quân Nga. Hóa ra chính Hadi đã đánh cắp số vũ khí hóa học để dùng nó chống lại quân Nga. Và ngay sau khi tiết lộ, anh ta nhanh chóng bỏ đi. I stole the gas from the Russians. To help us, only to help us. Tell Farah. Tell Alex. Rosenda. Tựa game sau đó đưa chúng ta trở về 20 năm trước. Ta được thấy cuộc xâm lăng của phiến quân Nga vào Uzbekistan dưới ánh mắt của Farah, lúc đó vẫn còn rất nhỏ. God, you're back. Mama. No. Wait. Where is my son? Where is Adir? He left him home to study. Kịp bỏ trốn, Farah và Hadi bị tướng Barkov, chỉ huy phiến quân Nga bắt giữ. So you are the little devils that killed my soldier. Trở lại hiện tại, Hadi đã bắt tay với Al-Qaitala và đưa cho chúng toàn bộ số vũ khí hóa học. Nhóm của Captain Price quyết định tấn công thẳng vào xào huyệt của Wolf, tiêu diệt hắn ta, thu hồi số vũ khí và bắt giữ Hadi. Tuy nhiên, Hadi lại không có mặt ở đó. Còn Wolf quyết định cảm tử để tiêu diệt nhóm biệt kích. This is the end. Your brother needed help. He has big plans. Killing me cannot stop him. Even I cannot stop him now. It is too late, Commander. Rất may họ đã kịp thời gỡ quả bom. Now. Cut. Disarmed. Good job. Sau biến cố đó, quân đội Mỹ đã liệt nhóm nghĩa quân của Farah vào danh sách. Command has officially been designated Farah's forces. You want to translate that from bullshit to English? It means they're on the list. What list? Foreign terror organization list. I've ordered my Marines to treat Farah's army as hostiles. Bất chấp lệnh từ cấp trên, Alex quyết định ở lại chiến đấu cùng Farah. Well, it's not over yet. Trust me. I always have. Từ hôm sau đó, đưa người chơi về 10 năm trước. Lúc này, Farah đang bị phiến quân Nga giam giữ. You people, Farah Kadim. You killed them. Lợi dụng lúc nhà tù quân Nga bị tấn công, cô đã trốn thoát. Okay, I must go now. Và giải cứu cho anh trai Hadi. Sister. Dear, it's okay. Yes. Và đây cũng là lần đầu tiên cô gặp Captain Price. Yalla, deserta. You know he's gonna make you pay for this. We will make them pay. We'll be ready. My men have cleared the road to the north. You can camp there, safe. Thank you.
Trước thông tin Haidir và anh Guatala sắp gây ra một vụ tấn công vào nước Nga, Captain Price nhờ đến một người bạn cũ là Nikolai và cả nhóm quyết định phục kích để lấy lại số vũ khí hóa học. Mr. Butcher in the yellow shirt. Bastard from the embassy. No gas. Enter. No Haidir. Rocham target. Easy shot. Tempting. Oh, how fast the butcher gets us to Haidir? Well, the gas attack goes off. Well, if that happens, then we're all fucked. Cuối cùng, họ đã bắt được Butcher. Nicola! We got him! It's hard to run with concussion, no? That's only a scratch. Get the fucking bat. Who are you? The Waymen can send your head home to your families. Fuck off. Shit, Butcher. Get him something. Để ép Butcher khai ra kế hoạch của Haidir, Captain Price đã mang vợ và con hắn ta ra làm sức ép. Không còn lựa chọn nào khác, Butcher phải khai rằng Haidir đang âm mưu tấn công vào dinh thự của tướng Barkov. Nhóm của Price nhanh chóng lên đường vì chiến tranh thế giới lần ba chắc chắn sẽ nổ ra nếu Haidir giết tướng Barkov ngay trên đất Nga. Tiến vào dinh thự, cả nhóm khi phát hiện ra Haidir, nhưng tướng Barkov đã biến mất. Are you protecting him? No, we're taking you. Come. Haidir lần ra được cơ sở sản xuất vũ khí hóa học của tướng Barkov và thông báo cho Captain Price để họ có thể tiêu hủy chúng vĩnh viễn. On the same side. Your Highness. Then help us. Please help my sister. Haidir sau đó bị giao nộp cho chính phủ Nga. The deal's yours, intel's mine. Whatever you've got going on here, I can help. I'll call you if I need you. Trở lại Uzistan, tìm kiếm sự giúp đỡ từ Farah và Alex để cùng hợp sức tấn công vào nhà máy hóa chất. I know how this works, Captain. Not this time. They gave the deer to the Russians. They'll kill him. If he's lucky. Looks like you saved the free world again, Captain Price. A deer located Barkov's lab in eastern Georgia. Gas factory. He had plans to destroy it. The deer is fucking crazy. Yeah, but we're a little crazy, aren't we? Isn't that right, Alex? Affirmative, sir. Bằng tất cả những gì có thể huy động được, nhóm của Captain Price tấn công thẳng vào nhà máy, kích nổ nó từ bên trong. What happened? Tuy nhiên, công tác kích nổ bom đã bị hỏng trong lúc giao chiến. It's dead. I'll go in there. And do what? Ignite the furnace. We'll never get away in time. I know what I'm doing. Farah, listen to me. No, you listen to me. Because of this poison, my people have known something worse than war. I did not come this far to turn back. I'm not asking you to turn back. I'm asking you to give me the order. Alex quyết định hy sinh ở lại kích nổ bom bằng tay. Commander, please. I am not your CO. Then who is? Because someone needs to light this fire and someone needs to kill Barkov. And you can't do both. I've been an assignment my whole life. This is what I believe in. Give me the order. You are a freedom fighter, Alex. You're a born leader, Farah. Say the word. Go. Yes, ma'am. Good luck. Hey,
trực lẻn lên chiếc trực thăng của tướng Barkov trước khi hắn kịp tẩu thoát. You. Và cô đã ra tay kết liễu hắn ta, báo thù cho gia đình mình. What's the status? Captain, Barkov is dead. Và cuối cùng, Alex kích nổ quả bom, phá hủy hoàn toàn nhà máy, chính thức khép lại cơn khủng hoảng vũ khí hóa học. Mother Russia would approve. Where to? Kazakhstan. Home. Enjoy the tea then. Sau đó không lâu, Captain Fry đã có một cuộc nói chuyện với sĩ quan chỉ huy. Theo đó, phiến quân Nga đã có một thủ lĩnh mới là Viktor Zakaev. Và hắn ta đang có ý định giải thoát cho Hadir khỏi sự giam giữ của chính phủ Nga. Lovely family. They're big fans of Hadir's. Well, that would explain why he's still alive. They're gonna get him out. They give me what I need. Và để ngăn chặn việc này, Captain Pride đưa ra ý tưởng thành lập nhóm Task Force 141 và các thành viên của nhóm sẽ bao gồm trung sĩ Kyle Garrick, Kyle? Giờ đã lấy biệt danh là Gaz. He never said anything. John McTavish. SAS, sniper, demolitions, goes by SOAP. Why? It's classified. There he is. Và cuối cùng là Simon Gomes Riley. There's no picture. Never. Now the rest. That's neat to know. When else we got a deal? What are you calling this task force? 141. Và đó là cốt truyện của Modern Warfare. Các bạn thấy như thế nào? Hết sức kịch tính và vô cùng sửng sốt đúng không nào? Không biết đến phần 2 thì Infinity War sẽ tiếp nối câu chuyện chiến tranh hiện đại của mình như thế nào ta? Đáng chờ 2 năm nữa, không biết có phần 2 không đây? Nhưng mà các bạn hãy cùng dùm chờ đón phần tiếp theo của tựa game này nha! Và hãy cứ thoải mái comment bên dưới tất cả các tựa game mà các bạn muốn tụi mình tóm tắt trong phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần sau.